để có những lời phát biểu. Xin ông trân trọng kính mời hai ông chào đón hai ông trưởng đoàn của nhà trai và nhà gái. Và bên cạnh xuân đối, đây là một vị rất là đặc biệt, rất là đẹp trai, hộ khẩu đang ở Hà Nội, đó là ông Hưng. Ông sẽ có những lời vàng ý ngọc để trao gửi cho nhà trai, người con, người cháu yêu quý của mình về làm dâu, làm con, gia đình ông bà, nam nhà và làm cháu của tất cả các cụ, ông, các bà hai bên nội ngoại. Và xin được trân trọng kính mời ông Hưng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các bá, các dì, cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ, gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái, đoàn đại biểu rước dâu của gia đình họ nhà trai đón cô dâu và đoàn đại biểu đưa dâu của gia đình họ nhà gái đã đưa cô dâu về đây tại căn phòng cưới của gia đình họ nhà trai. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Ánh, được sự ủy quyền của các cụ công, các bà, gia đình họ nhà gái, tôi trao cháu Ánh cho ông Nam, bà Út làm dâu, làm con và làm con cháu của các cụ công, các bà, gia đình họ nhà trai. Và qua đây tôi có xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả các cụ công, các bà, các cô, các bác, các bác, các dì, hai gia đình bốn họ. Quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình về đây tham dự lễ tân hôn hai cháu tôi. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Và qua đây tôi xin được kính chúc quý vị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho tình thông gia hai gia đình bốn họ ngày càng phát triển bền lâu mãi mãi. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, toàn thể các quý vị, vừa rồi là chúng ta đã đón nhận tình cảm của ông Hưng đại diện cho họ nhà gái để thay lời cho bà Đoàn Dương để gửi con, gửi cháu về đây để làm dâu con gia đình ông bà Nam Nhạn. Một lần nữa, gia đình nhà trai xin được cảm ơn ông rất nhiều. Chúc tình cảm, tình thông gia hai gia đình bền chặt. Chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời ông Điều là đại diện họ nhà gái có đôi lời phát biểu nhận dâu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô thì chú bác, cậu bà của hai gia đình, cùng các vị khách quý, cùng các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu. Trải qua một thời gian, hai cháu Hà và Ánh đã quen biết nhau trong môi trường công tác và làm việc. Hai cháu đã có một thời gian dài, có thể nói là nhiều tháng và nhiều năm, để tìm hiểu lẫn nhau trên tinh thần tự nguyện và rất nghiêm túc. Đến nay đã được chín mùi, được sự đồng ý của hai cháu và sự vun vén của hai gia đình, cộng với sự công nhận của chính quyền địa phương, hai cháu giờ đây đã chính thức nên vợ nên chồng. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai họ long trọng tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Lời đầu tiên, tôi thay mặt các gia đình nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, bà, các vị khách quý cùng các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu đã dành thời gian và tình cảm có thể phải nói tốt nhất, tốt đẹp nhất về đây để chung vui với hai gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Kính thưa toàn thể hội ôn, hôm nay tôi vinh dự đã được sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai và tôi thay mặt cho ông Nam và bà Út chính thức giờ này ngày hôm nay đón nhận cháu Ánh, con ông Đoàn và Dương về làm vợ của cháu Hà và làm dâu con của ông Nam và bà Út và cũng là cháu dâu của họ nội ngoại tộc gia đình nội nhà trai chúng tôi. Và tôi xin trao cháu Hà là cháu rể, là con rể của ông Đoàn và bà Dương và là cũng là cháu rể của họ nội tộc gia đình nhà gái. Sau đây và kính thưa các cụ, hôm nay có thể là một ngày rất vui của hai cháu và là một ngày trọng đại hết sức đáng nhớ đối với hai cháu. Hai cháu giờ đây chính thức đã được nên vợ và thành chồng. Hai cháu bắt đầu bước vào một cuộc sống mới có nhiều niềm vui và bao nỗi lo toan vất vả cho đời thường. Vậy kính mong hai họ và gia đình, hai gia đình cùng các bạn bè và người thân của hai cháu luôn luôn vun vén giúp đỡ cho hai cháu để cuộc hôn nhân này được trăm năm bền vững. Sau đó và quả trẻ đạt. Và sau đây tôi xin
dừng lời. Trước khi dừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn các vị các cụ các ông bà của đoàn gia đình gái đã dành thời gian tình cảm tốt đẹp nhất để đưa cháu Ánh về hôn trường con trai để dự lễ đại lễ ngày thành hôn trong năm của hai cháu. Và tôi xin chân thành cảm ơn các cụ các ông bà đã giúp đỡ và tạo được mọi điều kiện cho gia đình con trai để hôm nay hai họ hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được thành công tốt đẹp. Và sau đây tôi xin kính chúc các cụ các ông các bà gia đình hai họ cùng các bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu luôn luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh được quý tử đầu lòng. Một lần nữa xin chúc cho hai họ là một nhà tình thông gia, trăm năm đàm thắm, mặn mà nghìn năm. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến lên sân khấu. Kính thưa toàn thể các quý vị, vậy là trải qua những khoảnh khắc rất đặc biệt, hai ông trưởng đoàn đã gửi gắm cho nhau những người con, người cháu yêu quý của mình. Và lúc này xin được trân trọng kính mời ông Nam, bà Nhạn cùng tiến lên sân khấu để ông Hưng là người sẽ trao cháu của mình đến làm dâu, làm con của gia đình ông bà Nam nhà và làm con cháu của họ Lê. Và xin được trân trọng kính mời hai ông bà. Kính thưa toàn thể các quý vị, vậy là trong những thời gian vàng ngọc, những khoảnh khắc rất đặc biệt mà ông Hưng đã là những người trưởng đoàn của nhà gái, thì lúc này ông muốn nói với ông Nam rằng cháu tôi đây bàn giao cho hai vợ chồng ông bà, người cháu yêu quý của chúng tôi về làm con dâu ông bà và làm cháu nội, cháu ngoại của tất cả các cụ các bà hai bên nội ngoại gia đình cũng như các quý vị gần xa. Và lúc này các vị hướng về sân khấu nộp một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho ông Hưng cầm tay cháu yêu của mình giao cho bà Nhạn và ông Nam. Đấy, chuyển lời của Hưng là chính thức lúc này là tôi giao cháu tôi cho ông bà. Vâng, trong sự là gửi gắm cháu tôi cho ông Nam bà Út, cháu nó còn trẻ người non dạ, có những điều gì không phải, rất mong là ông bà cùng đại gia đình nhà trai dạy bảo cháu thêm, vun đắp cháu thêm để cháu sớm trở thành cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo của gia đình nhà trai các cụ công các bà và sớm được đơm hoa kết trái ngọt. Vậy là lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của Nam Hà và Hồng Ánh tôi xin tuyên bố được bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn hai ông. Mời hai ông an tọa. Và xin được mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến vào trong nhà để thắp nhang kính báo các cụ tổ đường rằng ngày hôm nay Hồng Ánh sẽ làm vợ của Nam Hà và làm con dâu ông bà Nam Nhạn. Một lần nữa các quý vị nổ trong bó tay thật nồng nhiệt để cô dâu sẽ tự tin vào trong nhà. Vâng.